Hi, xin chào bạn. Lâu lắm rồi thì mình mới làm về top 3 mẫu bàn phím cơ dành cho học sinh và sinh viên. Trong mức giá rơi vào khoảng chừng dưới 1 triệu đồng thì đương nhiên sẽ có rất nhiều các mẫu bàn phím cơ. Và mức giá mà mình mang tới cho các bạn ngày hôm nay thậm chí còn rẻ hơn cả thế nữa. Đầu tiên sẽ là một mẫu bàn phím cơ có mức giá chỉ 399.000 đồng. Bàn phím cơ bây giờ rẻ vãi. Bàn phím cơ đến từ Fulen có tên mã là G87L. Một bàn phím thêm 100.000 nữa, các bạn sẽ có bàn phím tới từ DU có tên mã là EK87. Và thêm 100.000 nữa, các bạn sẽ có mẫu bàn phím cơ tới từ ROA EK387. Các bạn đã nhận được ra được cái điểm chung của cả ba mẫu bàn phím chưa? Đó chính là cụm từ 87. 87 ở đây nghĩa là số lượng phím bấm có ở trên bàn phím, tức là cả ba mẫu bàn phím đây đều là bàn phím TKL 10 keyless, tức là chúng ta sẽ có không có cụm phím số ở đây. Và mình sẽ review chi tiết cho các bạn về cả ba mẫu bàn phím cơ này. Đầu tiên sẽ là bàn phím cơ tới từ Fulen, thì mình sẽ review về switch trước. Thì switch ở đây thông thường đối với những switch không phải Cherry thì mình sẽ gọi luôn là clone Cherry. Tuy nhiên về cảm giác bấm ở trong tầm giá thôi nhá, chứ không phải là so sánh mẫu bàn phím cơ trị giá 2-3 triệu thì mình đánh giá là rất tốt, thì mình có thể gõ luôn trực tiếp cho anh em nghe. Đấy, theo như anh em thấy nhá, chúng ta vẫn có tiếng click key, vẫn là hành trình phím tương đối sâu. Và khi mà nhìn vào mặt thiết kế ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cái switch được làm nổi hẳn lên so với phần bề mặt. Thì với cái thiết kế làm nổi lên như này thì khi mà các bạn vệ sinh bàn phím sẽ cực kỳ dễ. Tuy nhiên, các bạn cần phải lưu ý giúp mình một điều, bởi vì trong tình trạng làm nổi và mức giá chỉ 399.000 đồng thôi, nếu như anh em gõ mạnh tay quá, tức là gõ quá mạnh tay ấy, như kiểu làm anh hùng bàn phím chửi nhau trong trận đấu ấy, ấn mạnh thì cái phần keycap sẽ đập thẳng vào khu vực bàn nhựa ở đây và tạo ra một vài tiếng động hơi lạ lạ một chút. Thông thường theo như cảm giác gõ văn bản ấy thì gần như sẽ không hiện tượng này xảy ra, nhưng khi các bạn chơi game và gõ mạnh thì chắc chắn hiện tượng đó sẽ xảy ra. Và về phần led ở đây thì chắc chắn sẽ chưa phải led RGB rồi, vẫn chỉ là led rainbow thôi. Các bạn sẽ điều chỉnh thông qua phím function 1, 2, 3 và thông qua phím như kiểu insert, down, home, end, sped up và sped down. Các bạn có thể chỉnh sao cho phù hợp nhất đối với nhu cầu cá nhân. Đương nhiên các bạn vẫn có thể điều chỉnh được độ sáng của led. Mình thì mình khó thể quay cho anh em nhìn thấy được, bởi vì như anh em nhìn thấy ở đây là trông kiểu bàn phím nét, kiểu hình ảnh trông nét sắc nét lắm. Thế nhưng nếu mà để hold được cái phần led ấy thì rất khó, bởi vì đèn nó chiếu thẳng vào lóa lắm. Nhưng mà mình thấy một điểm thú vị ở trên bàn phím của Fulen, đó chính là thay vì cái phần tốc độ cho phần led ấy, nó chạy nhanh hơn, thì các bạn nhìn thấy mẫu bàn phím khác chỉ là hình bình thường thôi, nhưng đối với bàn phím Fulen thì có hình người chạy nhanh và hình người chạy chậm. Và mình sẽ nói đến cái phần thiết kế nữa đi. Thiết kế ở đây thì toàn bộ được làm từ nhựa thôi, thì đây là cái mẫu bàn phím mức giá rẻ, thế nên trọng lượng cũng vô cùng rẻ. Về phần dây chỉ ở đầu USB thông thường, không được bọc dù, và các bạn có thể điều chỉnh được cái phần DJ sao cho phù hợp nhất đối với bàn, sao cho gọn nhất. Và ở cái phần nâng lên này, phần nâng lên thì chỉ có một nấc thôi, và khi nâng lên nó sẽ trông như thế này. Mình thấy thì đánh giá cá nhân nhé, trong tầm giá khoảng 399.000 đồng, thực sự là mẫu bàn phím này mang lại cho mình kiểu ngạc nhiên nhiều hơn, đó chính là rẻ quá. Ngày xưa mua bàn phím cơ 800.000 nó còn chẳng xịn bằng như này. Rồi, chúng ta sẽ để tạm mẫu bàn phím này qua, bằng chút nữa mình sẽ nói lại. Mình sẽ chuyển sang mẫu bàn phím đắt hơn 100.000, đó chính là mẫu bàn phím tới từ DU EK87. Với mức giá nhỉnh hơn 100.000 đồng thì trọng lượng cũng nhỉnh hơn 100. Cùng với đó chính là về phần chất liệu cũng có xịn một chút, mặc dù vẫn là làm từ nhựa, theo như mình đánh giá thì vững chắc hơn ở cái phần bên trên này, bởi vì switch bây giờ đang làm kiểu lùi xuống khi so với bên GL87L. Thì cảm giác bấm theo như mình đánh giá là tốt một chút. Đây mình sẽ gõ luôn cho các bạn nghe. Về thực ra thì vẫn là Blue Switch thôi, và Switch ở đây sẽ là D-Switch độc quyền của DU. Mình thì vẫn gọi luôn là Clone Cherry thôi. Còn về phần keycap thì đối với tất cả các mẫu bàn phím mình đang có ở đây, keycap các bạn hoàn toàn có thể mua những mẫu keycap bên ngoài về và có thể gắn được cho nhau. Kiểu xem nào, để mình nhím nào. Hãng thì không ghi đây, mình check theo thông số ghi là D-Switch thôi. Về cách điều chỉnh led ở trên bàn phím thì vẫn là phím function, sẽ là từ F1 cho tới F12, rất nhiều chế độ. Ngoài ra phần phím insert, down, home và sped up, sped down vẫn có thể điều chỉnh led theo ý thích. Và cái tốc độ led đây thì mình thấy là không được để kiểu hiện ra ngoài, mặc dù là ẩn thôi nhưng các bạn vẫn có thể điều chỉnh được tốc độ của led. Về một phần lưu ý nữa, đó chính là về phần các bạn khi bấm phím cap lock. Phần phím cap lock đối với mẫu bàn phím đến từ Fulen, các bạn sẽ có một phím led ở bên ngoài để các bạn có thể nhìn thấy. Tuy nhiên đối với mẫu bàn phím của DU các bạn sẽ không có phím led, và khi các bạn bật cap lock thì phím cap lock sẽ sáng, và khi các bạn không bật cap lock thì phím cap lock sẽ tắt. Thì đây là một điều mà mình thấy tương đối phù hợp, bởi vì cái mẫu bàn phím tới từ DU EK87 ở đây có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, gần như là nhỏ nhất khi so với ba mẫu bàn phím này.
Còn về phần mặt sau đi, về mặt sau phần dây vẫn là dây thông thường, đầu USB sẽ không được mạ vàng, và phần nâng vẫn chỉ là một nấc thôi. Rồi, mình sẽ để mẫu bàn phím này xuống. Và chúng ta sẽ tới mẫu bàn phím cuối cùng, đó chính là EK387. Và mẫu bàn phím cuối cùng mình muốn gửi tới cho anh em, đó chính là mẫu bàn phím tới từ ERA. ERA là một hãng tới từ Việt Nam đấy, dành cho anh em nào không biết. Thì mẫu bàn phím EK387 ở đây sẽ mức giá nhỉnh hơn nhất, đó chính là 599.000 đồng, hay cụ thể là hơn 500.000 đồng mà thôi. Đúng, hơn 500.000 đồng mà. Anh em, thật ra đây không phải là mẫu bàn phím không dây, mà mẫu bàn phím có dây. Tuy nhiên, dây đã mình tháo ra rồi. Và dây sẽ là dây USB Type-C được bọc rủ, kiểu dây xịn sò nhất, mức giá kiểu 599.000 đồng mà. À, mình sẽ nói về phần đằng sau đi, đang tiện nói về phần đằng sau. Thì mặc dù dây có thể tháo được, anh em vẫn có những cái khe để anh em có thể điều chỉnh dây cho phù hợp. Và nâng của bàn phím này, anh sẽ có tổng cộng là hai chế độ nâng. Chế độ nâng đầu tiên nâng hơi nâng, và chế độ nâng là nâng hết nấc luôn, kiểu nâng cao hết cỡ. Rồi, về phần thiết kế thì sao? Mức giá đã đắt, thật ra không phải đắt đâu, vẫn là mức giá rẻ thôi. Thế nhưng mà mức giá nhỉnh hơn nhất, mức giá cao hơn khi so hai mẫu bàn phím này. Thế nên về phần cân nặng cũng là nặng nhất, nhưng mà cái độ chắc chắn mang lại được rất cao. Mặc dù vẫn được làm từ nhựa nhé, không phải làm từ kim loại đâu, nhưng mà khi mình bấm vào mình không thấy bất kỳ một khu vực nào bị lõm xuống. Và theo như cái nhìn đánh giá của mình nhá, là cái phần nhựa ốp lên bên trên này nó cực kỳ dày luôn. Về phần keycap thì sao? Phần keycap thì mình thấy giống như những mẫu bàn phím cơ đắt tiền thì đúng hơn. Bởi vì khi các bạn nhìn trên mẫu bàn phím cơ tới từ Funen hay mẫu bàn phím cơ tới từ DU, thì trên các cái phím tắt đều được in rất nhiều các ký tự. Thế nhưng khi chuyển sang mẫu bàn phím cơ đến từ ERA thì gần như các bạn sẽ không nhìn được những phím ký tự ấy nữa. Và cách để điều chỉnh LED, các bạn sẽ bấm phím function từ 1 cho tới 0, cộng thêm là các cụm phím hỗ trợ như kiểu phím insert, phím home, page up và page down. Vẫn có rất nhiều các chế độ để anh em có thể tham khảo và tìm hiểu. Và bàn phím, cả ba mẫu bàn phím sẽ đều là bàn phím Rainbow. Về phần keycap thì sao? Về phần keycap theo như mình đánh giá, phần keycap trên mẫu bàn phím ERA sẽ có chất lượng là tốt nhất, được phủ một lớp phủ nhám. Thì đối mẫu bàn phím cơ tới từ Fullen và ERA thì EK DU và Fullen sẽ là bàn phím cơ được phủ một lớp phủ bóng bên trên, nhưng đối với mẫu bàn phím cơ của ERA sẽ là một lớp phủ nhám, sẽ chống bám mồ hôi và dấu vân tay tốt hơn. Về cả phần led trên bàn phím cơ tới từ ERA cũng là sáng nhất. Mức giá cao hơn thì đương nhiên mọi thứ mang lại cũng sẽ phải tốt hơn rồi. Vậy thì đâu sẽ là mẫu bàn phím cơ anh em nên chọn mua? Đối với những bạn nào mà mới bước chân vào để chơi bàn phím cơ thì theo mình nên mua mẫu bàn phím cơ tới từ Fullen G87L, bởi vì Fullen là một hãng vô cùng nổi tiếng. Khi anh em bước vào bất kỳ một trường học nào hay đi vào quán net thì đều có thể dễ dàng nhận ra được các sản phẩm Fullen. Mức giá tương đối rẻ, 399.000 đồng, vẫn có LED RGB, có thể điều chỉnh LED và lại là bàn phím cơ nữa. Thế nhưng đối với những anh em nào mà cần phải mang đi mang lại nhiều, hay cần một mẫu bàn phím phải thật nhỏ gọn đặt vừa vào trong bàn cho anh em sao cho gọn gàng nhất, thì DU EK387 sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý, bởi vì mẫu bàn phím này cực kỳ nhỏ luôn. Khi mà đặt ba mẫu bàn phím vào với nhau ấy, kiểu EK87 kiểu lọt thỏm luôn ấy. Tuy nhiên đối với những em nào mà có chi phí rảnh rang nhất, ưa thích hàng Việt Nam và cần nói chung là đầy đủ sự tiện lợi, dây rút ra rút vào được bọc dù, thì ERA EK387 sẽ sự lựa chọn của các bạn. Thế nhưng cái giá mẫu bàn phím này sẽ là 599.000 đồng đấy. Vậy thì đâu sẽ là sự lựa chọn của anh em? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận video, và đường link của cả ba sản phẩm mình sẽ để ngay phần mô tả, kèm với đó là rất nhiều mẫu bàn phím cơ khác để anh em có thể quan tâm và lựa chọn. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.